Mình xin chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình đi từ Gia Lai mình về Bình Định nha các bạn, đến huyện Phù Cát. Mình xem triển lãm sinh vật cảnh này các bạn. Triển lãm sinh vật cảnh huyện Phù Cát mở rộng lần thứ 1 năm 2022 nha các bạn. Cho mình quay cho các bạn xem nha. Cảnh này các bạn. Mưa chưa? Nhiều lắm các bạn ơi. Nhiều khoai đẹp lắm. Nhiều ngựa nhân trâu nghiệp ghê, trâu đẹp ghê. Coi đây chắc cây dúi rồi. Dúi rồi. Dúi đẹp quá. Coi đây coi hai trâu rồi các bạn, hai trâu này. Hai trâu đẹp ghê các bạn ơi. Đây là cây sam núi. Đẹp mơ hồn các bạn ơi. Có tiền tí không các bạn? Mê nè các bạn. Là cây lộc vừng. Là cây dúi các bạn. Còn là cây phát tài các bạn. Lúa. Đó. Tài các bạn. Cây mê. Nhiều quá chắc mình quay không hết là các bạn xem hết. Đang tưới nước rồi bạn. Đẹp ghê. Quá các bà, mình đi chắc không nấu á. Đẹp ghê. Xem coi người ta cho
lắm các bạn, nhiều kinh khủng luôn. Quấy cho lòng vàng lấy một mối tủ lại để đụng mình đấy ra rồi coi là mép không. Sao bị mép lốp người người mép nói gì cây cũng mép ra nè chết chết anh đẹp quá đẹp đẹp. Chúc mừng anh Hùng đã sở hữu một cái phẩm mi đỡ đời. Nói tặng luôn cái đông ai bán cây để lấy cái đông. Tuyệt vời các bạn ơi, mình nhiều quá mình quay rất hết nấu rồi. Không có gì mình xin kết thúc video rồi các bạn. Bạn xem video thấy hay cho mình xin một like một đăng ký nha các bạn. Tuyệt vời quá, không chịu nổi. Nhiều kinh khủng. Mình xin kết thúc video rồi các bạn, hẹn lại video sau rồi.